giang hồ đại tài chủ bạch mã xuất ứ nê sống thêm một đời. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Ta, chuyện gì xảy ra, nằm tại trong miếu hoang một cái 15-16 tuổi thiếu niên tỉnh lại. Não đại choáng váng có chút đau, sau một lúc lâu, thiếu niên không khỏi cười khổ một tiếng. Ta đây là đoạt xá trùng sinh, hay hoặc giả là mượn xác hoàn hồn ba ngàn năm sau a à, không biết trong giang hồ còn có ai nhớ kỹ ta diễm dương tà đế quên đi đi qua liền đi qua sau đó liền dùng tiểu tử này tính danh phương kính diễm dương tà đế hắn từ cỗ thân thể này chủ nhân trong trí nhớ biết đại khái hiện tại là ba ngàn năm sau sự việc chỉ có điều cái này phương kính không phải người trong giang hồ là một nhà phá sản hiệu buôn thiếu gia đối với chuyện giang hồ cũng không hiểu rõ nhớ năm đó diễm dương tà đế xem như một cái giang hồ độc hành khách thiên tư siêu tuyệt lại thêm một ít cơ duyên nhận được tiền nhân công pháp sáng chế trí dương trí cương công pháp diễm dương thần quyết đợi đến hắn tung hoành thiên hạ trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ sau đó liền muốn võ phá hư không phi thăng mà đi vì thế hắn hướng về thiên hạ các đại danh môn đại phái mượn đọc công pháp bí kíp hoàn thiện diễm dương thần quyết không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại không nghĩ tới say mê võ học cũng có lỗi phương kính có phần bất đắc dĩ thẳng đến phi thăng tối hậu quan đầu hắn mới phát hiện chính mình tâm cảnh không viên mãn đối với nhân sinh cùng cuộc sống cảm ngộ quá ít mượn xác hoàn hồn lão thiên đây là lại cho ta một cơ hội sao phương kính âm thầm thở dài một hơi cũng không biết cái này ba ngàn năm nay có người hay không võ phá hư không thành công cái này giang hồ rốt cuộc như thế nào thiếu ra ngài tỉnh rồi tỷ tỷ thiếu gia tỉnh rồi ngay tại phương kính trầm tư thời điểm một cái thanh thúy nữ tử thanh âm để cho hắn hồi thần lại ha ha ta hiện tại ngược lại là phản lão hoàn đồng thiếu gia sống thêm một lần phải cùng kiếp trước sống được không đồng dạng mới được phương kính ngược lại là không tiếp tục nghĩ đến nhìn về phía chạy hướng mình bên này một cái thiếu nữ cái này trên mặt thiếu nữ dính không ít đen nhánh than cho thế nhưng khó nén nàng nguyên bản thanh tú dung mạo thiếu gia ngài tỉnh rồi thật sự là quá tốt hù chết nô tí nói xong thiếu nữ liền ô ô khóc lên khóc cái gì bản đế tương đương tương đương bản thiếu gia ta không phải không sự tình sao phương kính hít sâu một hơi nói vào lúc này bên ngoài liền vào một cái thiếu nữ trong tay bưng một cái chén thiếu gia ngài tỉnh rồi thật sự là quá tốt uống nước sao Phương Kính biết rõ đây là chính mình hai người thị nữ, tỷ tỷ Dương Tử Quyên, muội muội Dương Tử Yến, các nàng 8 năm trước bị phụ mẫu bán vào Trương phủ, một mực đi theo Phương Kính. Phương Kính năm nay 15, Dương Tử Quyên cùng hắn cùng tuổi, Dương Tử Yến nhỏ hơn một tuổi. Uống nửa bát nước, Phương Kính cảm giác tốt hơn nhiều, mới vừa rồi còn thật có chút khát nước. Ục ục tương đương tương đương, Phương Kính có phần xấu hổ, bụng kêu, đây là đói bụng ngẫm lại chính mình cũng không phải kiếp trước chính mình, có thể mấy ngày thậm chí mấy tháng không ăn không uống, hiện tại chỉ là một cái thụ thương suy yếu thiếu niên mà thôi. Thiếu gia, ngài đói bụng không, tử quyên vội vàng từ trong ngực móc ra một cái dùng giấy bao lấy màn thầu, đưa tới phương kính trước mặt. Phương kính tiếp nhận cắn một cái sau kịp phản ứng. Các ngươi thế nào không ăn, liền một tương đương tương đương, tử yến còn chưa có nói xong, tử quyên liền ngắt lời nói nô tỳ cùng muội muội đã ăn rồi. Phương kính cái kia nhìn không ra tử quyên đang nói láo, hai nữ căn bản là không có ăn cái gì, màn thầu chỉ như vậy một cái. Đến, cái này màn thầu, ba người chúng ta phân một chút. Phương kính đem màn thầu tách ra trở thành ba phần. Không tương đương tương đương không được thiếu ra ngài thụ thương, cũng không thể bị đói, tử quyên vội vàng lắc đầu nói. Cầm, không nghe thiếu ra lời nói thấy phương kính tựa hồ có chút sinh khí bộ dáng, hai nữ mới nhận lấy. Có phải hay không không có bạc a, à, Phương Kính nhìn xem trong tay một chút màn thầu, trầm tư một chút hỏi. Tử Quyên lấy ra một cái thêu hoa cái ví nhỏ, từ bên trong lật ra mấy khối bạc vụn. Thiếu ra, còn có 10 lượng, đây là tiền trưởng quỹ vụng trộm cho nô tỳ, nô tỳ nghĩ đến phải tiết kiệm lấy dùng. Phương Kính trong lòng cảm khái lần này phương gia hiệu buôn bị người hãm hại dẫn đến cửa nát nhà tan quý phủ hạ nhân trốn trốn tán tán chỉ có các nàng hai tỷ muội một mực đi theo chính mình nếu không phải các nàng chiếu cố phương kính cảm thấy mình vẫn thật là không tỉnh lại thiếu gia tiền trưởng quỹ bọn hắn cũng có nỗi khổ tâm bọn hắn đều là có cả một nhà phải nuôi sống tử yến ngươi không cần nói thiếu gia ta minh bạch phương kính không có để cho tử yến nói tiếp Phương Kính biết mình Phương gia bị kiếp nạn này, hung thủ chính là huyện thành bên trong Trần gia hiệu buôn. Hai nhà là Thanh Sơn huyện nổi danh hiệu buôn, song Phương gia sản đều nắm chắc 10 vạn lượng bạch ngân, tài lực tương xứng, sinh ý trên trận công khai ngầm lấy cạnh tranh rất nhiều năm. Phương Kính phụ thân kinh doanh hiệu buôn nắm lấy thành tín làm người làm chuẩn tắc, mà Trần gia hiệu buôn cũng có chút không từ thủ đoạn đối với trương phụ buôn bán lý niệm hiện tại phương kính là không tán đồng hắn ngược lại là có phần thưởng thức trần gia nếu là thiên hạ thái bình triều đình ổn định trương phụ cách làm có lẽ vẫn được nhưng bây giờ thiên hạ không yên ổn các nơi đạo phỉ mọc lan tràn cho dù là làm ăn cũng phải yêu cầu nhất định đặc biệt thủ đoạn trần ra phương diện này liền làm được rất tốt triều đình bên này cấu kết quan phủ một bên khác kết giao chợ búa tam giáo cửu lưu cùng người trong giang hồ trương phụ đối quan phủ chính là quen biết hời hợt quý phủ cũng chính là chiêu thu chút ít người trong giang hồ xem như hộ viện đời trước huyện lệnh coi như thanh liêm chính trực nhưng cái này một nhiệm kỳ lại khác biệt vừa tới liền cùng trần gia hố khe một mạch lại thêm trần gia trong bóng tối cùng giang hồ lục lâm người quan hệ mật thiết để cho phương gia hiệu buôn đội xe không ngừng bị cướp lướt. Cuối cùng liền phương kính phụ mẫu cũng bị những này kẻ xấu ám sát. Phương kính tại mấy cái trưởng quỹ trong bóng tối trợ giúp phía dưới, từ trong thành trốn tới, trên đường quẳng xuống xe ngựa, đập đến đầu choáng váng mê đi qua, hai nữ mới tại căn này miếu hư đặt chân. Thiếu gia, lão gia phu nhân thù chúng ta sau đó nhất định phải báo, thiếu gia ngài vẫn phải trùng kiến Phương gia hiệu buôn." Tử Yến coi là Phương Kính một thời gian không nói chuyện, là tại bi thương, không khỏi an ủi. "Thù, đương nhiên phải báo, hiệu buôn đương nhiên cũng phải trùng kiến." Phương Kính gật đầu nói. Hắn thân phận bây giờ là Phương Kính, như vậy thì dùng cái thân phận này thật tốt sống một lần, cảm ngộ một cái người khác cuộc sống kinh doanh hiệu buôn, này ngược lại là một cái không tệ nếm thử, phương kính trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thiếu ra, trời sắp tối rồi, chúng ta ngay ở chỗ này qua một đêm, sáng mai lại lên đường, chờ đến vương lão gia quý phủ, vương gia tiểu thư cùng ngài có hôn ước, tin tưởng hắn sẽ giúp ngài. Lão gia đều nói ngài có buôn bán thiên phú, phương gia hiệu buôn rất nhanh sẽ lần nữa quật khởi, tử quyên nói ra. Ngày mai lại nói, phương kính cười cười. Hôn ước, kia là phương gia còn tại tình huống phía dưới, hiện tại phương gia hiệu buôn không còn, hôn ước này đối phương còn có thể giữ lời. Vương gia là huyện lân cận một nhà hiệu buôn, so với phương gia tới nói yếu như không ít, mấy năm trước hai nhà định ra hôn ước, tại phương gia giúp đỡ phía dưới. Vương gia ẩn ẩn có huyện lân cận thứ nhất hiệu buôn điệu bộ. Ngao ô tương đương tương đương, tỷ tỷ, có sói tương đương tương đương, tử yến có phần sợ hướng tử quyên bên cạnh chen lấn chen. Cái này dã ngoại hoang vu miếu hư, theo bóng đêm hàng lâm, dã thú cũng nhao nhao ẩn hiện. Phải khôi phục một ít công lực mới được, nếu không liền tự vệ thủ đoạn đều không có. Nghe đến sói âm thanh, phương kính mới ý thức tới mình bây giờ tay chói gà không chặt hai nữ càng không cần phải nói tại cái này dã ngoại đừng bảo là gặp được mãnh thú tùy tiện đến cá nhân làm cái lòng xấu xa phía bên mình cũng không có cái gì sức phản kháng thiếu gia ngày đây là tử quyên nhìn thấy phương kính ngồi xếp bằng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm a à, thiếu gia chuẩn bị luyện công luyện công Tử Yến chớp chớp một đôi mắt to, không hiểu hỏi, thiếu gia lúc nào biết võ công rồi, hừ, bản thiếu gia biết võ công sự tình còn phải nói cho các ngươi biết sao. Phương Kính không khỏi sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn âm trầm sắc mặt rất nhanh liền biến mất, cười nói. Trước đó không lâu ta từng gặp được một cái lão khất cái, nhìn hắn đáng thương, cho hắn một chút bạc, hắn liền nói truyền thụ cho ta một môn tuyệt thế thần công xem như báo đáp trước kia ta là không tin một mực không có luyện hiện tại cái dạng này ta cảm thấy liền lấy ngựa chết làm ngựa sống nói không chừng có thể luyện ra chút gì đâu này lời này vừa ra phương kính trong lòng giật mình đây không phải chính mình tính tình a vậy mà cùng hai nữ mở lên nói dỡn có lẽ là mượn xác hoàn hồn duyên cớ nguyên chủ nhân tuổi trẻ tâm tính đối ta cũng có ảnh hưởng cũng tốt như vậy mới phải phương kính trong lòng rất nhanh liền phản ứng lại hi hi, thiếu gia, ngài khẳng định bị cái kia lão khất cái lừa, nô tỳ nghe nói trong giang hồ bí kíp võ công thế nhưng là rất khó được. Nào có người sẽ vì một chút bạc liền đem công pháp bí kíp tùy tiện tặng người, tử yến không khỏi che miệng hi hi cười nói. Muội muội, ngươi đừng quấy giày thiếu gia luyện công. Tử quyên trừng tử yến một chút, tiếp đó lôi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Nói thực ra, tử quyên cũng không lớn tin tưởng phương kính được cái gì công pháp. Nhưng nàng không nói phá, nàng cảm thấy thiếu gia kinh lịch cửa nát nhà tan, luyện võ có lẽ cũng là một loại an ủi. Hai nữ tâm tư không gạt được Phương Kính, Phương Kính cũng là không muốn giải thích quá nhiều, nắm chắc thời gian bắt đầu tu luyện Diễm Dương Thần Quyết. Diễm Dương Thần Quyết hết thảy 18 tầng, vốn là 15 tầng, phía sau Phương Kính vì phi thăng, thu thập thiên hạ đủ loại võ học bí pháp, liền sáng chế ra 3 tầng. Phương Kính hiện tại thân thể chưa từng luyện võ công, bất quá có kiếp trước kinh nghiệm, tu luyện tốc độ cực nhanh. Đến sau nửa đêm, Phương Kính bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đen nhánh miếu hư bên trong, hắn cũng có thể nhìn thấy một ít sự vật. Hiện tại vừa mới luyện thành trước ba tầng, công lực còn yếu, nếu không đêm tối đối Phương Kính không có ảnh hưởng gì. Tử quyên hai nữ tựa sát đang say ngủ, Phương Kính không làm kinh động các nàng ra miếu hư cách miếu hư ba dặm bên ngoài địa phương, phương kính nhảy lên một gốc cây lớn. Chỉ thấy phía trước có tám cái bóng đen đang hướng miếu hư phương hướng mò tới. Phương kính biết rõ, đây là Trần Gia hoặc là cùng Trần Gia cấu kết giang hồ thế lực phái tới truy sát người một nhà. Từ Thanh Sơn huyện thành trốn tới đã ba ngày, người Trần Gia tìm tới chính mình một nhóm hành tung phương kính cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trần Gia muốn phải giết mình, chảm thảo trừ can đáng tiếc hiện tại phương kính đã không phải là trước đó phương kính sư huynh hẳn là ngay ở phía trước trong miếu đổ nát đi không sai tin tức sẽ không sai sư huynh tiểu từ kia giết cũng liền giết nhưng cái kia hai cái tiểu nha đầu dáng dấp vẫn là rất thủy linh tương đương tương đương a à, tương đương tương đương sư huynh gõ một cái sư đệ đầu quát sắc mê tâm khiếu sư phụ bàn giao tin tức không thể dò gì ra nữ nhân mà thôi lần này được chuyện sư phụ bên kia ban thưởng không phải ít có tiền ngươi còn sợ không có nữ nhân đúng 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 sư huynh giáo huấn đúng hiện tại mọi người đều được thưởng một trăm lượng chờ trở về khẳng định còn có càng nhiều bất quá lần này vẫn là trần gia kiếm lợi lớn phương gia danh nghĩa sản nghiệp đều bị hắn nuốt im miệng tất cả mọi người lên tinh thần một chút tranh thủ thời gian giải quyết rồi chúng ta về thành thật tốt uống một chén ta mời khách, ha ha, hẳn là nha, sư huynh ngươi thế nhưng là nhận được 200 lượng A, đám người này đã tiếp cận phương kính ẩn thân đại thụ, bọn hắn lời nói đều bị phương kính nghe vào trong tai. Phương kính tay trái mở ra, bên trong có một ít hòn đá nhỏ, tay phải cầm lấy một khối, siêu, một tiếng bắn ra cỗ thân thể này trung quy còn chưa quen thuộc, lại thêm chính mình mới khôi phục ba tầng công lực, sợ ngón tay sức lực uy lực không đủ, vì thận trọng lý do, vẫn là mượn tản đá. Đi ở phía trước sư huynh không có phát ra cái gì tiếng vang liền ngã xuống. Sư huynh, ngươi thế nào? Còn chưa chờ hắn mấy cái sư đệ lấy lại tinh thần, phương kính trong tay cục đá cơ hồ trong nháy mắt tất cả đều bắn ra dưới cây có thêm tám cỗ thi thể, cái chán bị xuyên thủng mà chết. Bọn gia hỏa này võ công căn bản bất nhập lưu, phương kính giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Xác nhận không có những người khác sau đó, phương kính từ dưới cây nhảy xuống. Chuyện hot tháng 9, Giang Hồ Đại Tài Chủ Bạch Mã Xuất Ứ Nê Hôn Ước. Nghe chọn bộ tại mê audio com mới 900 lượng, Phương Kính từ tám người này trên thân tìm ra một ít ngân phiếu. Nghĩ lại, Phương Kính không khỏi có phần không nói cười cười. 900 lượng đã không ít, ngẫm lại hiện tại một cái nhà ba người bớt ăn bớt mặc, một tháng một lượng bạc liền kém không nhiều lắm. Bọn gia hỏa này mỗi người trên thân đều mang 100 lượng bạc, người sư huynh kia nhiều một chút, 200 lượng. Phương Kính biết rõ, đây cũng là bọn hắn đối phó Phương gia hiệu buôn nhận được ban thưởng. 900 lượng ngân phiếu Phương Kính không khách khí nhận. Sau khi trời sáng, Tử Yến hai nữ tỉnh lại, nhìn thấy Phương Kính còn ngồi xếp bằng. Thiếu gia, ngài ngồi một đêm. Cái này nhưng như thế nào có thể? Ngài trên đầu thương tương đương tương đương, không quan trọng lắm, chỉ là một ít va chạm. Phương Kính mở mắt ra cười cười nói hắn biết mình trên đầu bị bao vải một vòng cái ót phá vỡ một cái lỗ hổng lớn thiếu gia chúng ta hay là nhanh chóng lên đường đi hiện tại còn chưa an toàn may mắn xe ngựa vẫn còn nửa ngày hẳn là có thể đến bạch thủy huyện đến vương gia tin tưởng chúng ta liền an toàn tử quyên nói ra tốt vậy liền lên đường đi phương kính đứng lên nói thiếu gia a à, tử yến không khỏi kinh nghi một tiếng thế nào không có tương đương tương đương không có gì tử yến sơ sơ vừa nghĩ nói chính là cảm thấy thiếu gia thật muốn cùng trước kia có chút không giống chẳng lẽ thiếu gia thật luyện thành võ công rồi ha ha đương nhiên đã luyện thành hiện tại đổi ta lái xe tử yến một mặt không tin võ công chỗ nào tốt như vậy luyện chỉ là nhìn thấy phương kính đã đi ra ngoài nàng không kịp hỏi nhiều vội vàng đi theo phương kính ba người đến bạch thủy huyện đã là giữa chưa biết được phương kính thân phận sau đó vương gia hạ nhân cũng không dám lãnh đạm cung cung kính kính đem ba người mời vào hiền chất hiền chất a à, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt ta phái rất nhiều người ra ngoài một mực không có ngươi tin tức ngươi nếu là có chuyện bất chắc, để cho ta thế nào xứng đáng đại ca đại tổ a à, một cái mập mạp trung niên nhân từ bên ngoài đi vào Vương Thúc, Phương Kính đứng người lên kêu một tiếng. Phương Kính trong lòng âm thầm lầm bẩm một cái, một tiếng này, Vương Thúc luôn cảm thấy có chút là lạ. Bất quá mình bây giờ đã không phải là diễm dương tà đế, phải từ từ thích ứng Phương Kính thiếu niên này thân phận. Vương Bách Đan xoa xoa khóe mắt nước mắt, lôi kéo Phương Kính thở dài thở ngắn. Cảm giam nửa canh giờ, cũng không gặp hắn tiến vào chính đề phương kính không tin vương bách đan không rõ ràng chính mình ý đồ đến đừng bảo là cái gì hôn ước liền hỗ trợ ý tứ đều không sao cả lộ ra liền đang nói một chút nói nhảm phương kính sau lưng tử quyên hai nữ cũng ý thức được một ít sắc mặt trở nên có chút khó coi khi đi tới sau đó các nàng tin tưởng vương bách đan nhất định sẽ giúp thiếu ra nhà mình nếu như vương bách đan đều không giúp đỡ cái kia thiếu ra nên làm cái gì đại ca nghe nói hiền chất tới ngoài cửa lại truyền tới một thanh âm phương kính nhìn người tới liền đứng người lên kêu một tiếng ngũ thúc vương bách tùng vương bách đan đường đệ tại bọn hắn những huynh đệ này bên trong xếp hạng thứ năm tốt không có việc gì liền tốt vương bách tùng hướng phương kính gật đầu nói đại ca phương đại ca sự tình chúng ta không thể không quản ngũ đệ thế nào quản vương bách đan chừng vương bách tùng một chút vốn là hắn còn muốn nói tiếp, phát hiện chính mình quên phương kính cũng ở nơi đây, một thời gian trầm mặc. Vương Bách Tùng khẽ trao mày nói, ít nhất cùng Trần ra sinh ý, chúng ta phải đứt rời. Nói xong, Vương Bách Tùng thấy Vương Bách Đan vẫn là trầm mặc không nói, thanh âm không khỏi lớn rồi một ít nói. Đại ca, chúng ta cùng Trần ra sinh ý giao tập không nhiều, đoạn mất cũng sẽ không có tổn thất bao lớn, ngũ đệ, chuyện này ta đều có chủ trương. Vương Bách Đan không muốn cùng Vương Bách Tùng nói những sự tình này. Vương Bách Tùng trong lòng đương nhiên rõ ràng chính mình đại ca trong lòng lo lắng. Cái kia hiền chất cùng Hà Nhi hôn sự. Vương Bách Tùng trần chờ một chút nói. Trong lòng ta biết rõ, người không có việc gì mà nói liền trở về đi. Vương Bách Đan sầm mặt lại, đại ca ta biết chuyện này ta tới nói không hợp thích lắm, nhưng phương đại ca đại tàu bị cái này bất hạnh, để cho hiền điệt cùng Hà Nhi thành hôn, có thể cảm thấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Ngũ đệ, người quản có phần rộng rồi. Vương Bách Đan hình như cảm thấy mình ngữ khí có phần nặng, không khỏi thở dài, hiền chất năm nay mới 15, ta cảm thấy chừng 2 năm nữa đàm luận hôn sự không muộn. Cha ta hôn sự chính ta làm chủ, bên ngoài vọt vào một người mặc màu đỏ váy áo 16, 17 tuổi nữ tử, sau lưng còn đi theo một cái chừng 20 nam tử. Hà Nhi, sao ngươi lại tới đây? Vương Bách Đan nhìn thấy đi vào nữ nhi hỏi. Cha, ngũ thúc các ngươi đừng quản ta tại sao trở lại, đã nói đến nữ nhi hôn sự, nữ nhi hiện tại liền đem lời nói làm rõ vương tích hà nói ra đây là ta đại sư huynh bạch trình cát vãn bối trình cát gặp qua vương bá bá vương thúc thúc bạch trình cát vội vàng khom người hành lễ a à, ngươi chính là bạch môn chủ tương đương tương đương vương bách đan sắc mặt hơi đổi một chút nói chính là gia phụ tốt tốt a à. vương bách đan một mặt ý cười nói nhanh ngồi nhanh ngồi lệnh tôn còn tốt đó chứ Hà Nhi bái nhập bạch thủy môn, thế nhưng là cho bạch môn chủ thêm không ít phiền phức. Vương bá bá, không có chuyện. Hà muội thiên tư thông minh, võ học thiên phú cực cao, gia phụ ưa thích nhanh, nói là thu cái hảo đồ đệ, bạch trình cắt đáp. Tỷ tỷ, bọn hắn. Tử Yến vụng trộm kéo kéo tử quyên ống tay áo. Tử quyên nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng chớ có lên tiếng. Nàng rõ ràng chính mình muội muội ý tứ. Vương Tích Hà cùng Bạch Trình cắt hai người quan hệ hiển nhiên quá mức thân mật, suy nghĩ lại một chút Vương Bách Đan vừa rồi đối hôn sự thái độ, hai nữ tâm không khỏi nhấc lên. Vương Bách Đan cười híp mắt sờ sờ chính mình cái cầm tròm dâu. Kia là Bạch Môn chủ dạy thật tốt, cha ta cùng sư huynh đã tư định trung thân, Vương Tích Hà nói ra. Người nói cái gì? Người nói cái gì hỗn trướng lời nói? lẽ nào lại như vậy vương bách đan bỗng nhiên đứng người lên phẫn nộ quát hà nhi đây là trung thân đại sự cũng không thể qua loa như vậy vương bách tùng cũng nói cha ngũ thúc ta rất rõ ràng chính mình tâm ý vương tích hà không sợ chút nào cha mình tức giận nói xong quay đầu nhìn về phía phương kính ngươi chính là phương kính đi năm đó phụ thân cho ta định ra hôn ước vậy cũng là hắn mong muốn đơn phương ta cũng không có đáp ứng hà nhi mai mối nói như vậy phụ mẫu chi mệnh định ra hôn ước há có thể như thế trò đùa vương bách tùng có phần tức giận nói đại ca phương gia bị cái này biến cố nếu như là hà nhi cùng hiền chất hôn sự cũng không thành ngươi để cho ngoại nhân định thế nào vương gia chúng ta sẽ chửi chúng ta ngại bần thích giàu, vong ân phụ nghĩa, ngũ thúc, cái này đều không phải là vấn đề." Vương Tích Hà khẽ cười một tiếng nói, "Ta không gả cho hắn, biến thành người khác gả cho hắn không được sao nha?" Nguyệt Nhi liền rất tốt, nàng hình như cũng 15 tuổi đi, hai người niên kỷ đồng dạng, phi thường phù hợp. Cứ như vậy, ngoại nhân cũng không tốt nói cái gì, vương gia chúng ta nhưng không có vong ân phụ nghĩa, Hà Nhi, đây là ngươi sự tình, thế nào kéo tới ta chỗ này, Vương Bách Tùng quát. Ngũ Thúc, xem ra chính ngươi cũng luyến tiếc đem Nguyệt Nhi gả cái hắn, dựa vào cái gì để cho ta gả đâu này, Vương Tích Hà nhìn chằm chằm Vương Bách Tùng, không nhường chút nào nói người tương đương tương đương người tương đương tương đương vương bách tùng tức giận đến ngực không nổi nhấp nhô đại ca ngươi nhìn một cái ngươi nhìn một cái a à, cái này như cái gì lời nói a à, có dạng này cùng trưởng bối nói chuyện sao tốt ngươi nếu là thật không gả vậy liền để nguyệt nhi gả ta cũng không muốn để cho vương ra bị người đâm cột sống ngũ đệ ngươi trước đừng nổi giận Việc này sao có thể kéo tới Nguyệt Nhi đâu này, Vương Bách Đan ngược lại an ủi, ta xem a, à, tất cả mọi người tỉnh táo một chút, Hà Nhi, ngươi còn không hướng Ngũ Thúc xin lỗi. Không biết lớn nhỏ, Ngũ Thúc mới vừa rồi là Hà Nhi sai, mong rằng ngài thứ lỗi, Vương Tích Hà không tình nguyện nói. Vương bá bá tiểu chất cùng Hà muội thực tình yêu nhau, mong rằng thành toàn. Bạch Trình cát vào lúc này đột nhiên xen vào nói: cái này, Vương Bách Đan trên mặt có chút khó khăn nói, chuyện này sau này hãy nói đi, Vương Thúc, Phương Kính kêu một tiếng. Hiền chất, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Hà Nhi có phần tùy hứng, Vương Bách Đan nhìn về phía Phương Kính nói ra. Vương Thúc, mạnh mẽ xoay dưa không ngọt, ta xem hôn ước này đến đây coi như thôi đi. Phương Kính lạnh nhạt nói, thiếu ra, cái này không thể được, tử quyên cùng tử yến hai nữ vội vàng hô hiền chất ngươi nói cái gì mê sảng vương bách tùng trừng mắt phương kính nói hôn nhân sự tình há lại trò đùa là ngươi nói coi như thôi liền coi như thôi đại ca chuyện này cũng không cần chờ sau này hôm nay liền phải định ra đến nếu không phía sau không tốt thu tràng vương bách đan không để ý đến vương bách tùng mà là nhìn chằm chằm phương kính nói hiền chất, ngươi vừa rồi lời nói thế nhưng là thật, đương nhiên thật, ta cái này có thể đem hôn thư lui về. Tử quyên, hôn thư cho ta, phương kính hô. Thiếu gia tử quyên hai tay ôm thật chặt trong tay bao phục, lui về sau hai bước. Cho ta, phương kính khẽ quát một tiếng. Tử quyên hai mắt nước mắt ẩn hiện, nước nở đem hôn thư từ trong bao quần áo cầm ra đi. Phương kính đem hôn thư đưa cho vương bách đan vương bách đan tiếp nhận nhìn thoáng qua sau nói ai việc này nháo hiền chất a à, ngươi điều này làm cho tương lai của ta có gì mặt mũi đi gặp ngươi chết đi cha mẹ a à, việc đã đến nước này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích a à phúc lão gia, bên ngoài lập tức đi vào một cái lão đầu đem một tấm ngân phiếu đưa cho vương bách đan hiền chất đây là một trăm lượng ngân phiếu ta nghĩ là ngươi bây giờ cần vương bách đan đem ngân phiếu đưa tới phương kính trước mặt thấy phương kính không có nhận sau đó nếu là thiếu tiền tùy thời có thể đến nay tìm ta không cần ngân lượng ta còn có kỳ thật ta lần này qua tới chính là muốn giải trừ hôn ước vừa rồi chưa kịp nói đã hiện tại cũng nói ra ta đây liền cáo từ phương kính cười nhạt một cái nói dạng này a à, vương bách đan nói ra hiền chất a à, ngươi tại trong thành có thể có lối ra À phúc a, à, người nhanh đi định vị khách phòng, phải tốt nhất, phí tổn đều coi là quý phủ. Không cần phải khách khí, ta hiện tại liền chuẩn bị ra khỏi thành, phương kính nói ra. Trong lòng của hắn cười lạnh không thôi. Ngược lại là hắn có phần xem nhẹ lòng người. Hắn khi đi tới sau đó sớm đã ngờ tới vương bách đan sẽ không thực hiện hôn ước. Chỉ là không nghĩ tới hắn là như thế vô sỉ hợp lấy nữ nhi của mình đang diễn trò a à, phía trước coi như có phần giữ lại phía sau cũng có chút trần trụi quản gia kia đi vào liền trực tiếp lấy ra ngân phiếu hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong đối vương tích hà phương kính là một chút hứng thú đều không có vóc người là không tệ nhưng tại phương kính xem ra tử quyên cùng tử yến hai nữ thật tốt trang điểm một chút liền hơn xa vương tích hà lại thêm vương tích hà cùng cái kia đại sư huynh chàng chàng thiếp thiếp bộ dáng hắn có thể muốn hắn kiếp trước gặp qua mỹ nhân quá nhiều vương tích hà không đáng kể chút nào cũng tốt cũng tốt nghe ngươi vương thúc một câu nói hiện tại ra ngoài tránh tránh cha mẹ ngươi thù ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi báo đa tạ tử quyên tử yến chúng ta đi thôi hiền chất, ai tương đương tương đương, vương bách tùng muốn gọi lại phương kính, nhưng phương kính không có dừng bước lại ý tứ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4. Năm sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Giang hồ đại tài chủ bạch mã xuất ứ nê thuần túy tiếng đàn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Đại ca, người quá phận, Vương Bách Tùng căm tức nhìn Vương Bách Đan nói hắn đương nhiên nhìn ra vương bách đan dụng ý, rõ ràng như vậy, là cá nhân đều có thể nhìn ra. Ngũ đệ, người phạm cái gì ngốc, vương bách đan quát, hà nhi, các ngươi đi xuống trước, vâng, cha. Vương tích hà lôi kéo bạch trình cắt cười híp mắt ly khai. Ngũ đệ, trần ra là chúng ta có thể trêu chọc sao? Thấy nữ nhi ly khai sau đó, vương bách đan chỉ vào vương bách tùng quát, chẳng lẽ người muốn cho vương ra chúng ta cũng cửa nát nhà tan sao? coi như ngươi không giúp hắn coi như từ hôn có thể ít nhất cũng phải cho người ta thật tốt dàn xếp một cái đi ngươi bây giờ để cho hắn đi nơi nào giang hồ đại tài chủ bạch mã xuất ứ nê làm dịu đau đớn nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com phương đại ca hay là hô tiểu muội danh tự tốt rồi vương tích nguyệt khôi phục bình thường nàng đã nghe phụ thân nói qua phương kính sự tính Đối với phụ thân để cho Phương Kính vào ở trong nhà, trong nhà phần lớn người hay là phản đối, bọn hắn sợ bởi vì Phương Kính cho nhà mình mang đến nguy hiểm. Vương Tích Nguyệt là đồng ý phụ thân, có ân liền phải báo. Năm đó đại bá nghèo túng thời điểm, toàn bộ Vương gia cũng đều chịu ảnh hưởng. Phương Kính phụ thân giúp đại bá, kỳ thật cũng là giúp nhà bọn họ, đồng dạng là bọn hắn ân nhân hiện tại phương gia bị nạn há có thể khoanh tay đứng nhìn dù là trần gia cấu kết thanh sơn huyện huyện nha cùng huyết lang bang thế lực so vương gia lớn đó cũng là tại thanh sơn huyện nàng biết rõ đại bá những năm này cùng bạch thủy môn quan hệ không tệ trần gia muốn dựa huyết lang bang đến bạch thủy huyện thành giết người không dễ dàng như vậy tích nguyệt chân ngươi phương kính gật đầu nói Vương Bách Tùng một nhà đối với mình vào ở đến tranh luận, hắn vẫn là nghe được. Ba tầng công lực đủ để cho hắn cách rất xa đều có thể nghe đến thanh âm. Hắn biết rõ ngoại trừ Vương Bách Tùng cùng Vương Tích Nguyệt, những người khác không nguyện ý chính mình vào ở tới. Đối với cái này, Phương Kính ngược lại là cảm thấy rất bình thường, người ta có lo lắng quá bình thường, nhân chi thường tình. Lúc ấy hắn chỉ là nghe đến Vương Bách Tùng bọn hắn tranh luận, không thấy được người, bây giờ nghe Vương Tích Nguyệt thanh âm, liền biết rõ lúc ấy ủng hộ Vương Bách Tùng nữ tử thanh âm chính là Vương Tích Nguyệt. Hiện tại nhìn thấy bản thân, Phương Kính đối nàng là có hảo cảm. Sinh ra liền dạng này, Vương Tích Nguyệt sắc mặt hơi tối sầm lại, hình như chú ý tới mình cảm xúc trở nên có phần xa sút nàng rất nhanh liền khẽ mỉm cười nói, mẫu thân sinh ta trước từng chuyển động thai khí. Đại phu nói ta hai chân kinh mạch tắc nghẽn, liền dạng này. Mười mấy năm, kỳ thật tiểu muội cũng đã quen. Người tìm đại phu đại khái là không có biện pháp, tích nguyệt, trong giang hồ ngược lại là có biện pháp có thể để ngươi đứng lên, phương kính nói ra. Phụ thân cũng tìm người trong giang hồ nhìn qua, nói là cần công lực thâm hậu tiền bối mới có thể đả thông kinh mạch, Vương gia căn bản tìm không thấy dạng này tiền bối. Phương Kính cũng là lý giải, loại cao thủ kia Vương gia căn bản mời không nổi. Thường cách một đoạn thời gian sẽ có kịch liệt đau nhức phát tác đi, Vương Tích Nguyệt gật đầu nói phụ thân phí hết không ít tâm tư mới tìm người giúp tiểu muội phối một ít làm dịu đau đớn đan dược mời được người tại tiểu muội lúc phát tác sau đó dùng chân khí hóa giải dạng này tiểu muội cũng là còn có thể chịu đựng chị ngọn không chị gốc phương kính lắc đầu nói cái kia đan dược sẽ càng ngày càng không có hiệu quả vương tích nguyệt bởi vì hai chân kinh mạch tắc nghẽn đối kinh mạch toàn thân cũng là có rất lớn ảnh hưởng loại này kịch liệt đau nhức thỉnh thoảng liền sẽ phát tác hơn nữa sẽ càng ngày càng nhiều lần càng ngày càng kịch liệt nếu như không cách nào nhận được hữu hiệu giải quyết vương tích nguyệt sống không quá hai mươi phương đại ca làm sao ngươi biết vương tích nguyệt chớp chớp mắt to hỏi giống nàng loại bệnh này còn là rất hiếm thấy ta từng thấy qua một bản sách thuốc từng có giới thiệu phương kính đáp nghe đến phương kính lời này vương tích nguyệt hai mắt sáng lên Phương đại ca, cái kia trong sách thuốc có trị liệu a à không, còn có làm dịu chi pháp sao? Vương Tích Nguyệt đối chữa khỏi chính mình kinh mạch là không lớn ôm hy vọng gì, nếu là có thể hữu hiệu làm dịu đau đớn, đối với nàng mà nói đều là lão thiên gia chiếu cố. Phương Kính vừa định trả lời, Vương Tích Nguyệt thân thể run lên, hai mắt mở to, cắn chặt hàm răng, trong miệng phát ra thống khổ thanh âm ta tương đương tương đương ta dược tương đương tương đương vương tích nguyệt hai tay vội vàng ở trên người tìm tòi run rẩy hai tay không có sờ đến bất kỳ vật gì nàng phát hiện chính mình không có đem đan dược mang ở trên người dựa theo trước kia phát bệnh quy luật hôm nay hẳn là sẽ không phát tác phương kính vội vàng ôm lấy vương tích nguyệt tiếp đó một tay đem nguyên bản đặt ở trên bàn đá đàn cổ quét đến trên mặt đất phương tương đương tương đương phương đại ca Vương Tích Nguyệt trong lòng giật mình, nàng phát hiện Phương Kính đưa nàng ôm lấy, thất kinh. Đã lớn như vậy, ngoại trừ cha mình và đại ca, còn không có cái gì nam tử có thể như thế cùng nàng tiếp xúc thân mật. Buông lỏng, cái gì cũng đừng nghĩ. Phương Kính đem Vương Tích Nguyệt đặt ở trên bàn đá, để cho nàng ngửa mặt nằm. Phương Kính tay trái nâng Vương Tích Nguyệt hai chân, tay phải cấp tốc tại nàng phần eo điểm mấy cái huyệt đạo vương tích nguyệt nguyên bản thẹn thùng không thôi nhưng khi phương kính ngón tay đâm tại bên hông mình thời điểm nàng phát hiện kịch liệt đau nhức hình như hóa giải một ít nàng biết rõ phương kính là đang giúp mình làm dịu đau đớn nhịn không được nhắm hai mắt lại trong lòng vẫn là vô cùng thẹn thùng a à, vương tích nguyệt thân thể lại là khẽ run lên đây cũng không phải kịch liệt đau nhức gây nên mà là nàng cảm giác được phương kính tay mò tại trên đùi mình tiếp đó theo đùi hướng hạ du đi làm nàng đáy lòng không hiểu dâng lên một loại cảm giác khác thường bất quá nàng rất nhanh liền thay đổi bị một loại cảm giác khác thay thế nàng phát hiện phương kính thủ trưởng những nơi đi qua nguyên bản bởi vì kinh mạch tắc nghẽn mà băng lãnh hai chân trở nên ấm áp đau đớn thật to làm dịu theo phương kính tay hướng xuống thuận thế bỏ đi vương tích nguyệt dày theo ngón cái cách một tầng hơi mỏng tơ chất vớ lưới đặt tại huyệt dũng tiền bên trên vương tích nguyệt phát hiện chính mình chân nhỏ bị phương kính nắm trong tay thẹn thùng không thôi sắc mặt phiếm hồng càng là không dám mở hai mắt ra nàng biết rõ phương kính bây giờ tại giúp mình hóa giải đau đớn cũng liền không để ý tới nam nữ đại phòng lòng bàn chân truyền đến đủ loại cảm giác tê dại ấm áp ngứa ngáy vương tích nguyệt tay nhỏ nắm thật chặt quyền miệng nhỏ đóng chặt cắn chặt hàm răng nàng sợ chính mình sẽ phát ra tiếng vang a à, tương đương tương đương vương tích nguyệt bỗng nhiên kinh hô một tiếng lòng bàn chân lực đạo bỗng nhiên biến lớn rất nhiều để cho nàng nhịn không được hô lên âm thanh cảm giác được sao phương kính hỏi Vương Tích Nguyệt lúc này mới mở hai mắt ra, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chằm chằm vào phương kính, một thời gian không dài minh bạch ý hắn. Ngón chân phương kính nhắc nhở một cái, Vương Tích Nguyệt sắc mặt vui mừng, kinh hô một tiếng. Ta tương đương tương đương ta ngón chân chuyển động, thật bỗng nhúc nhích trước kia chân mình căn bản không động được hiện tại ngón chân vậy mà có thể động mặc dù rất nhỏ bé nhưng nàng vẫn cảm giác được loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi phương kính thật dài hô một hơi vừa rồi hắn vận dụng chính mình diễm dương chân khí đáng tiếc mình bây giờ công lực còn yếu không đủ để đả thông vương tích nguyệt kinh mạch bất quá làm dịu nàng đau đớn hay là không có vấn đề đổi một cái chân phương kính nhắc nhở Vương Tích Nguyệt âm thanh nhẹ ân một tiếng. Gần nửa khắc sau, Phương Kính đem Vương Tích Nguyệt giày mang vào sau đó, tiếp đó ôm lấy nàng để cho nàng ngồi về trên băng ghế đá. Phương Đại ca, cảm ơn ngươi, rất mệt mỏi đi. Lau lau mồ hôi, Vương Tích Nguyệt nhìn thấy Phương Kính cái chán tràn đầy mồ hôi, không khỏi từ trong ngực móc ra một khối trắng noãn khăn tay thay hắn xoa xoa. Ta tự mình tới đi. Phương Kính cười từ trong tay nàng tiếp nhận khăn tay. À, tiểu thư, người người nào? Người muốn đối tiểu thư làm cái gì? Phương Kính đứng người lên, nhìn thấy một cái nha hoàn bước nhanh chạy tới, nghĩ đến vào lúc này đưa tay lụa trả lại cho Vương Tích Nguyệt không hợp thích lắm, liền thuận tay nhét vào trong ống tay áo. Tiểu tước, đừng nhất kinh nhất xạ, ta vừa rồi không cẩn thận ngã sấp xuống, Phương Đại ca giúp đỡ ta một cái, Vương Tích Nguyệt ngồi thẳng người bình tĩnh nói a à, tiểu thư ngài ngã sấp xuống rồi té bị thương không đều tại ta ta ly khai quá lâu ô ô tiểu thư đàn cũng rớt bể ô ô tương đương tương đương tiểu tước khóc dòng nói đây không phải không có chuyện gì sao hiện tại cũng đã hết đau vương tích nguyệt ngược lại là an ủi một tiếng tiểu thư ngươi vừa rồi mắc bệnh tiểu tước một mặt kinh hoàng có ai không tiểu thư mắc bệnh mau mời hứa di đều nói không việc gì vương tích nguyệt đánh gãy tiểu tước lời nói thế nhưng là tiểu tước thanh âm đã sớm truyền ra ngoài quý phủ một hồi náo loạn tiểu tước vội vàng từ trên thân móc ra một cái bình ngọc nhỏ từ nhỏ trong bình ngọc đổ ra một viên đan dược chuyện hot tháng 9, giang hồ đại tài chủ bạch mã xuất ứ nê hứa di nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tiểu thư ngài nhanh ăn vào đi ta thật tốt không cần Phương Kính cái mũi ngửi thấy một luồng đan dược vị, khẽ trao mày. Tiểu tước cô nương, có thể hay không đem đan dược này cho ta xem một chút, Phương Kính hỏi. Tiểu tước tự nhiên không muốn cho ý tứ. Tiểu tước cho Phương đại ca nhìn xem, Vương Tích Nguyệt hiện tại ngược lại là đối Phương Kính rất tín nhiệm. Vừa rồi nếu không phải Phương Kính hóa giải chính mình đau đớn, chính mình còn không biết sẽ như thế nào. Nghe đến chính mình tiểu thư đều nói như vậy, tiểu tước có phần không tình nguyện cầm trong tay một viên đan dược đưa qua. Người đừng đụng, cứ như vậy xem đi, thuốc này quá chân quý, cũng không thể làm bẩn, tiểu tước chỉ là đem đan dược dơ lên phương kính trước mặt, cũng không trực tiếp cho hắn. Phương kính cũng không phải để ý, khoảng cách gần quan sát một cái sau. Tích nguyệt, sau này thuốc này không nên ăn rồi, thế nào, vương tích nguyệt không hiểu hỏi nói hưu nói vượn nếu không phục dược tiểu thư bệnh phát tác đứng lên làm sao bây giờ tiểu tước chừng phương kính một chút thuốc này di chứng quá lớn phương kính nói ra đối thân thể ngươi không tốt phương đại ca là dược ba điểm độc ta hiểu rõ di chứng nhưng không có tốt hơn thuốc vương tích nguyệt cười khổ một tiếng nói đừng ở chỗ này nói mò đây đã là lão gia xin phủ thành tốt nhất một vị luyện đan đại sư luyện chế tiểu tước nói ra vương tích nguyệt nhìn chằm chằm phương kính nội tâm của nàng ngược lại là có phần chờ mong vừa rồi phương kính thần kỳ nàng coi như là kiến thức mặc dù khả năng này rất nhỏ nhưng nàng cảm thấy phương kính hẳn là có biện pháp cho ta mấy ngày thời gian ta nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm một ít tốt hơn đan dược phương kính suy nghĩ một chút nói đa tạ phương đại ca vương tích nguyệt gật đầu nói Ta nghĩ mấy ngày kế tiếp ân, trong năm ngày hẳn là sẽ không phát tác lại, cho nên ngươi đan dược này cũng không cần phục dụng, nhớ kỹ sau, Phương Kính dặn dò. "Tốt, ta nghe ngươi." Vương Tích Nguyệt không chút do dự hồi đáp. Vào lúc này, bên ngoài hoa viên truyền đến tiếng vang, có người tới. Phương Kính biết rõ hẳn là tiểu tước trong miệng hứa di được mời tới. Tích Nguyệt ta đây đi về trước tốt, Vương Tích Nguyệt vừa mới dứt lời, bỗng nhiên trong đầu vang lên phương kính thanh âm. Điều này làm cho nàng rất là kinh ngạc. Vừa rồi sự tình ngươi phải giữ bí mật, ai cũng không thể nói, ngươi yên tâm, ta có biện pháp chữa khỏi ngươi hai chân, chính là cần một chút thời gian. Vương Tích Nguyệt hô hấp trở nên có phần dồn dập Nàng thấy phương kính cười tùm tỉm nhìn mình chằm chằm, không khỏi nặng nề mà nhẹ gật đầu tiểu thư ngài thế nào có phải hay không liền không thoải mái hứa di rất nhanh liền tới đến lúc đó nàng sẽ dùng chân khí giúp ngươi xoa bóp làm dịu không thoải mái tiểu tước phát hiện chính mình tiểu thư tựa hồ có chút dị dạng lo lắng mà hỏi thăm đều nói ta rất khỏe mò mẫm quan tâm tiểu tước nhìn tiểu thư một chút tiếp đó lại có chút nghi hoặc cùng đề phòng mà nhìn chằm chằm vào phương kính nhìn thấy tiểu tước bảo hộ ở vương tích nguyệt bên cạnh đề phòng mà nhìn chằm chằm vào chính mình trong mắt ý tư rất rõ ràng đó chính là ngươi còn không đi phương kính không khỏi cười cười chuyển thân rời đi tiểu thư ngươi chớ để cho hắn lừa nào có cái gì tốt hơn dược mấy ngày thời gian liền có thể tìm tới tiểu tước thấy phương kính ly khai sau đó nhỏ giọng nói ra trong lòng ta biết rõ, tiểu thư tốt rồi, hứa gì đến đây, tiểu tước coi là phương kính đi xa, hạ giọng không nghe được. Nhưng phương kính nghe đến rõ ràng, hắn đối tiểu tước hành vi cũng không phải phản cảm, tiểu tước là tại thay nàng tiểu thư suy nghĩ, bảo vệ tiểu thư nhà mình. Chính mình trung quy vừa tới vương gia, vừa rồi mà nói, đổi thành những người khác, khẳng định đều là không tin. Vừa rồi truyền âm, phương kính cũng là có chính mình suy nghĩ. Dạng này có thể để cho Vương Tích Nguyệt tin tưởng mình có thể giúp hắn trị liệu, cũng làm cho nàng thay mình bảo thủ biết võ công bí mật. Nhường một chút, đừng đem hứa di đường. Lối vào sông tới mấy cái hạ nhân, nhìn thấy phương kính sau đó, không khỏi la lớn. Phương kính lui qua một bên, một cái nhìn qua chừng 40 mặc áo phải thô dung mạo bình thường phu nhân đi đến. Nhìn thấy phụ nhân này, phương kính hai mắt ngưng tụ phu nhân ngược lại là không có chú ý phương kính bước nhanh hướng vương tích nguyệt bên kia đi qua nương ngài đi nhanh chút tích nguyệt tỷ tỷ không biết thế nào sau lưng phụ nhân còn đi theo một cái thiếu nữ nói cái này thiếu nữ nhìn qua muốn so vương tích nguyệt nhỏ một hai tuổi bộ dáng đồng dạng một thân áo vải thô dung mạo đồng dạng Thiếu nữ đi qua phương kính bên cạnh thời điểm, không khỏi nhìn hắn một cái, nàng thường xuyên đến nơi này, trước kia chưa từng thấy qua cái này người. Khi đám người này ly khai sau đó, Phương Kính đứng tại chỗ suy tư một phen. Có chút ý tứ, Dịch Dung, Phương Kính âm thầm suy nghĩ. Hắn nhìn ra được phụ nhân kia cùng thiếu nữ đều Dịch Dung. Thân là người trong giang hồ, không dám lấy chân diện mục gặp người, hẳn là có phần cố sự a, à, hoặc là dáng dấp quá đẹp, hoặc là mặt bị hủy dung, còn có chính là vì tránh né cừu ra. Hy vọng không nên đối vương ra có cái gì ác ý, Phương Kính có thể cảm giác được phụ nhân này vẫn còn có chút thực lực. Hắn gặp qua vương Bách Đan trong nhà hộ vệ, lợi hại nhất nghe đâu có nhị lưu thực lực, như thế phụ nhân này thực lực là tại phía xa bọn hắn bên trên vương bách tùng hành động phương kính vẫn là rất khâm phục nếu là có người dám động vương bách tùng một nhà hắn là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát tích nguyệt để cho ta lại kiểm tra một chút vừa rồi phát tác đột nhiên liền không sao rồi thật sao hứa gì có thể là ta ảo giác ta vừa rồi không cẩn thận ngã một phát nghe đến cái đình bên kia truyền đến thanh âm phương kính ngược lại là không tiếp tục nghe tiếp vương tích nguyệt không có tiết lộ chính mình bí mật tại vương gia ở ba ngày, phương kính mang theo tử quyên hai nữ ra cửa. Thiếu gia, chúng ta mua viện tử có phải hay không quá lớn? Nghe vương lão gia nói có phòng 28 gian, nô tỳ cùng tỷ tỷ quét dọn không tới, tử yến hỏi. Đối với phương kính chuẩn bị chính mình mua phòng ở, vương bách tùng vốn là không đáp ứng. Hắn thấy, phương kính trong nhà liền rất tốt cuối cùng phương kính nói mình chỉ là trước mua phòng ở sẽ không lập tức rời đi qua vương bách tùng mới miễn cưỡng nhả ra hỗ trợ thay hắn thu xếp cuối cùng tại cách vương bách tùng trạch viện nửa dặm có hơn chỗ nào bán xuống một tòa viện lạc bỏ ra một trăm lượng bạc hôm nay bọn hắn chính là chuẩn bị đi qua nhìn một chút phòng ở ai bảo các ngươi quét dọn đến lúc đó lại nhận mấy cái hạ nhân là được rồi phương kính cười nói thiếu gia, cái này ngân lượng vẫn phải dùng tiết kiệm, chiêu hạ người phải dùng tiền. Tử Yến nói ra, tiền không còn còn có thể kiếm lời nha, Phương Kính lắc đầu nói. Vậy cũng phải tiết kiệm, Tử Quyên cũng nói. Phương Kính có phần im lặng, bất quá liền trước mắt cái dạng này, thật đúng là rất khó thuyết phục hai cái nha đầu. Ba ngày thời gian, Phương Kính đã luyện thành diễm dương thần quyết tầng thứ bốn chỉ có tầng thứ bốn công lực phương kính mới có nắm chắc luyện chế làm dịu vương tích nguyệt thống khổ đan dược còn tốt ba ngày này vương tích nguyệt không tiếp tục phát tác qua luyện chế đan dược sự tình phải lập tức tiến hành bởi vì hắn thu liễm khí tức chỉ cần hắn không nói không có người nào có thể nhìn ra được hắn biết võ công nhớ năm đó hắn cơ hồ góp nhặt thiên hạ đủ loại lợi hại võ học sẽ đều là cao cấp nhất pháp môn tầng thứ 4 công lực đã là tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới. Tại Thanh Sơn Bạch Thủy hai huyện, không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Vì mình có thể tốt hơn luyện công, đồng thời hắn cũng chuẩn bị truyền thụ hai nữ võ công, vậy liền cần một cái chính mình địa phương tư nhân, ở chỗ này luôn luôn không tiện. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4, 5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức.